Ok, thì hello xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình là KKTN đây. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ làm một video về chủ nhật cùng Dream Team. Và nếu các bạn thấy thích cái video này, hãy để lại cho KK một like nè, một share và một nút subscribe. Nếu mà mọi người thấy kế bên cái nút subscribe có cái chuông thì mọi người ấn vào cái chuông để chọn thông báo tất cả, để KK có thể ra video mới và mọi người có thể cập nhật để coi nha. Ok, giờ chúng ta cùng chơi nói từ cùng Dream Team thôi. Rồi nha, ok. Rồi nè, giờ ai nói trước đây? Rồi cho ông trưởng trưởng media nói luôn đi. Nói trước đi. Nói trước. Thì ok mọi người, thì hiện tại thì mình sẽ làm một cái series cùng với lại các cao được chứ nào, cuối tuần cùng Green Team. Ok, thì hiện tại trong trong team mình đang có 4 người on đây. Thì bây giờ tôi sẽ chơi trò nối từ, mọi người chơi được không? Ok, con gì? Mở mic lên nên. Mở mic lên mấy mẹ. Xin mà mic lên xin ơi. Hồi nãy ông mở ca mà ông không mở mic. Ok, thì bây giờ những người nào bị thua sẽ phải tắt mic, ok không? Ok. Thì tôi từ từ đã. Nhân ra cái máy. Cái máy bị fail rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ chơi nói tìm mọi người. Chuẩn bị bắt đầu chơi nha. Ok. Thì mình sẽ đáp đấy đầu tiên. Thì câu đầu tiên là dễ thôi. Lớp trưởng. Rồi tới tới tôi nha, tới tôi rồi tới tới tôi rồi mới tới gì xin cai rồi tới con gì xe phờ gì đó. Rồi nha. Rồi ok, tôi không biết luôn. Rồi giờ lớp trưởng à, trưởng phòng phòng gì? Trưởng phòng nè, phòng gì nè? Phòng khách. Phòng khách sạn. Sạn à? Nhà hay là sạn? Sạn, sờ ra này, sạn hay là sạn? Mình chơi khó rồi đó. Khách sạn đúng không? Đúng rồi. Khách sạn. Sạn à? Sạn gì ta? Sạn thận. Cái gì sạn thận mẹ? Sạn thận. Ơi đúng rồi, sạn thận đi. Thôi tạm chấp nhận đi nha. Sạn thận thử. Sạn thận. Thân hay thận? Thận. Ok. Thân à. Thân xác. Thân xác nha mọi người. Ủa rồi thằng gì đâu mất tiêu rồi. Xác rồi gì? Thân xác. Thân xác xác gì? Thân xác xác gì? Khách à, gì ta? Xác chết là xác chết rồi cái gì? Ủa cái gì nhầm. Ôi khóc. Nhầm rồi. Gãy cho nó rồi. Thôi xác chết rồi đó, tôi gãy cho nó rồi. Tới xe fit đi. Xe fit. Chết gì? Chết gì? Chết đuối. Chết đuối. Đuối gì kìa? Rồi nước. Nước đá. Đá gì? Quỷ xin cai kìa. Chờ đá. Tới lượt nó, cái tao ghét thân thần đời, cuộc đời ghê á. Tới lượt xe fit. Giờ xin cái không chơi được mọi người à. Đá bóng. Ok. Bóng rổ. Bóng rổ, rổ gì? Từ từ nha. Từ khoan. Rổ hả? Bóng rổ. Rổ gì? À, rổ nhựa.
À, không không, rổ rổ rá, rổ rá. Cái gì mà cổ dữ? Rổ mà. À, ừ thì bóng rổ. Cái rổ nhựa đó. Mấy mẹ không biết hay gì. Trời ơi cái rổ đó. Không biết cái rổ hả? Rổ nhựa, nhựa gì? Có rổ nhựa nha. Có rổ nhựa nha. Tới xe phít kìa. Nhựa gì? Nhựa gì má? Rồi đó, đang suy nghĩ đó. Nhựa gì vậy? Ừ. Nhựa kỹ thuật. Cái gì nhựa kỹ thuật mẹ? Ê mọi người chơi nhựa kỹ thuật kìa mọi người. Có nhựa nào nhựa kỹ thuật không? Ok, chấp nhận luôn, chấp nhận luôn, chấp nhận luôn. Ê thôi, không không, chơi hai từ thôi, không có chơi ba từ. Nhựa màu gì? Nói lẹ đi. Nhựa đại màu gì đi? Màu đen hả? Hiển kìa. Hiển kìa. Đen đen thui. À ha ha. Thui thủi. Thui thủi mọi người ơi. Đó tới à. Thui thủi. Thui thủi đúng rồi. Thủi gì? Ha ha. Tèo 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 tèo. Giờ đã biết rồi đó đúng không? Rồi. Rồi. Xe fit chịu thua mọi người ơi. Rồi giờ hai đứa. Ok, tắt mic đi kìa. Rồi xong. Giờ chỉ còn túi ông thôi. Không biết ai thắng đây. Ok. Ok, chúng ta sẽ chơi. Ông ra về đi. Ra từ mới nha. Tại vì người đó bí rồi cho nên là ra từ mới. Con cá. Cá trê. Trê hả? What the hell? Cá trê. Oh my god. Trê gì ta? Cá trê là oh my god. Trê. Trê gì ta? Trê cột. Trê cột nha. Con cá trê cột á. Cột sắt. Hả? Cột sắt. Cột. Con cột á, con hổ á, con hổ á. Con cột á. Con hổ á. Ừ. Trê, trê cột. Có con. Con trê cột. Hổ văn, hổ văn, hổ văn. Hổ vằn à. Hổ vằn à. Vằn nữa. Trời ơi tao ghét kinh dị. Hổ vằn mọi người ơi. Trời ơi hổ vằn à. Vằn à. Vằn gì ta? Vằn. Vằn. Vằn à. Vằn vợn. Vằn vợn á. Vằn vợn á, để tôi nhớ cho coi nè. Vằn vợn. Có vằn vợn nha. Vằn vợn. Ừ. Chờ mình nhắn cho ổng coi coi mọi người. À ok, có vằn vợn, có vằn vợn. Có vằn vợn nha, có vằn vợn, ok. Ok. Rồi, cái gì nữa? Vợn vẹn, gì? Vợn ừ. Vợn đúng không? Ừ. Vện lửa à? Vện lửa là gì? Có mà. Là gì? Con chó hả? Là con gì? Con gì? Vện lửa con nha. Vậy thôi. Lửa, lửa nóng.
ơi, bây giờ là con sợ ấy. Lửa nóng. Con sợ ấy. Lửa nóng. Nóng bỏng. Bỏng. Bỏng tay. Bỏng à, bỏng, bỏng tay. Hồi nãy giờ có người tay gọi. Có người gọi cho nên là tay đẹp, tay trắng, tay trắng, tay trắng đi. Biết rồi, tay trắng. Nói tiếng Nam Định mà tay trắng rồi trắng, ai biết cái tay gì. Tay trắng. Ok, tay trắng à. Trắng à. Sức kìm dưỡng da mới trắng luôn. Ủa giời, sao trắng? Tôi da trắng còn tôi biết tay trắng đâu. Thôi thổi. Ủa chứ ai biểu bạn vậy? Ủa chứ ai biểu bạn làm gì? Thổi đừng có nói thổi thui nữa nha. Thổi thui. Không. Không có chơi thổi thui. Thổi thui, thổi thui. Thổi lũi hả? Thổi thổi. Thổi lũi là cái gì? Có mà. Có nhưng mà là cái gì? Có nhưng mà là cái gì? Lũi.